Ok, hai sao bạn đã trở lại với channel mình là Trung Nguyên bên đây. Và hôm nay mình đã trở lại rồi. Mấy hôm nay mình bị hư cái máy tính các bạn ơi. Mình gạch lung tung nên hư win mấy nay mình sửa sắp mặt lời cuối cùng cũng sửa thành công để có thể làm clip cho anh em xem. Đó. Đây là anh Michael nha. Đó, Michael đã trở lại. Không là sát thủ mặt khỉ hay gì nữa. Nhưng đây là bây giờ là danh nhân Michael đàng hoàng. Bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, bấm like thật nhiều cho video này vì mình đã đổ lực rất nhiều để có thể mà quay trở lại sớm nhất cho bạn xem được. Tại vì mình sửa máy rất lâu, mình tự sửa chứ phải là nhờ sửa giùm nữa. Nên mình mò rất lâu, mình ngồi gần hai ngày trời gồng gã đi. Hai ngày trời gồng gã đi sửa máy tính. Mà khốn nạn đó, vừa chạy xe đường, vừa vào GTA 5 nó lại quẹt mình. Khốn nạn. Coi hôm nay có gì để đi chơi nha. Đó, bây giờ tất cả các bạn mod mình vẫn chưa cài nên mình sẽ chơi một cách thuần tí với GTA 5. Chơi một cách như các bạn mới tải cái năm về các bạn sẽ chơi. Đó. Siêu xe đây rồi. Đi cướp siêu xe. Ồ đúng rồi. Hôm nay mình sẽ đi cướp siêu xe. Yeah. Ui, có nhạc luôn. Có nhạc, nhạc bị bản quyền nha bạn nên phải tắt nhạc. Motherfuck. Motherfuck. Ui, baby I'm real. Nhạc lên là view. À, baby I'm real. Bay, ui, siêu xe. Dừng lại. Dừng lại. Dừng chị mày lại. Giảm chữ fuck you. Fuck you nè. Ui, súng hết đạn rồi. Ờ, thằng này láo. Siêu xe của anh đâu? Fuck you nè. Bắn chết. Đề máy lên. Thằng nhà dám chửi mình fuck you. Ui, nguy hiểm quá. Mày ghẻ rồi hả? À, tao vẫn theo dấu mày được. Chạy đằng trời. Chạy đằng trời. Dám chửi fuck you. Dám chửi fuck you hả mày? Con lợn này. Ui ui, Ferrari. Ferrari. Bên kia cũng có chiếc xe đẹp ghê. Nhưng mình nghĩ mình sẽ chạy ở Ferrari trước. Nhạc quá, mình phải tắt nhạc để bị bản quyền. Bị bản quyền thì chết cụ luôn. Thì sắp mặt lờ. Em ơi cứ vui. Ui. Tắt rồi đó, đó. Các bạn có ủng hộ mình làm clip PUBG mà hai like đăng trên kênh Hành Trung Nguyên Minh không? Nếu bạn ủng hộ thì comment lại cho mình biết nha. Tại mình cũng bắn PUBG khá là chiến kênh. Nên mình nếu bạn thấy hết thì mình làm thôi, chứ mình cũng làm rất là nhiều clip highlight nhưng mình không có đăng. Các bạn thích thì mình đăng lên cho các bạn xem thôi. Để kiếm em fan PUBG. PUBG mình bắn cũng chiến kênh thôi nên bạn cũng đừng kỳ vọng quá cho mình. Có GTA 5 nào mình bá đạo. Ôi ôi. Ê chít cần. Ê chít cần. Ê chết. Mày đã thấy quá nhiều rồi. Ông già. Ông đã thấy quá nhiều rồi. Siêu xe kìa. Bước ra đường gặp siêu xe là phải hốt. Con này Ferrari nữa nè. Nhưng mà con này là bản mui cứng. Trời, chỉ xuống dưới đầu. Chắc. Thử luôn. Má, ghê. Má vừa leo lên xe ngớt mẹ cái cửa. Fuck you. Vừa leo lên xe, chưa kịp đóng cửa rồi là mất cái cửa rồi. Thằng áo trắng này nè. À, mày được. Khả lắm. Ủa, chữ mình fuck you biết nữa kìa. Chết, cụ vừa chạy ngang sợ cảnh sát. Em ơi, cứ vui. Mình phải tìm cách lấy lại cái cửa, xin điệu lại cửa, ghé xe lại. Ôi. Dừng xe lại chiến hữu ơi. À. Ấy. Á. Á. What the fuck. Bị nó chèn chết luôn. Không mới tính được. Mình vừa bị gì các bạn. Vừa bị nó chèn xe chết luôn. Không có bắt tử. Đúng là mẹ phế vật thiệt. Mẹ nâu mẹ con mắt.
Để mình chỉnh setting coi nó đã full setting chưa, cho đẹp đẹp cho bạn xem cho nó thích thú. Em ơi cứ vui. Này web đi 2 hết rồi. Ok, tiếp tục nào. Quẩy thôi. Chúng ta lại tiếp tục đi tìm kiếm siêu xe. Đi cướp siêu xe. Ui 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 ui. Lamborghini. Lamborghini. Ôi ôi, Lamborghini. Ôi ôi. Lâu lắm rồi mới gặp lại chiếc này. Tăng tốc vẫn như bá đạo như ngày nào. Ui. Quay. Nó là mình lái bây giờ rất là bá đạo bạn ơi. Bây giờ lái xe không có lái xe mod thì mình lái xe mấy chiếc này là quá bình thường. Tại vì nó yếu lắm. Xe mod nó mới mạnh hơn thôi. G8 kìa, Audi G8 kìa. Ui, không phải cưỡng lại Audi G8 được. Bấm xuống ra, xuống. Ui ui, chơi. Ôi, mày nghĩ gì mày đốp lớp nè. Nghĩ gì à? Đòi bán cái hả? Bốn viên nha đầu. Thích đua không? Ui, mày thích tăng tốc không? Ờ được. Mày thích đua hả? Ý, thằng này nó lái láo á. Bố mày lái Audi G8 đây. Đùa. Thích tăng tốc không? Hả? Thích tăng tốc không? Bắn cái cho nó kích thích nào. Thích đua không? Mày thích bứt tóc không? Này là... Ý, siêu xe đó kìa. Ui thằng này có vẻ láo này, có vẻ gấu nè. Không lộn quá. À thằng xe điện nó vẫn chưa từ bỏ. Mày chưa từ bỏ hả? Ui xe điện châu vậy. Chích châu không? Mày hít châu không? Con lợn này. Mày hít châu không? Em ơi cứ vui. Ui sệt mở thằng lợn này nó lách lên. Ủa nạn con lợn này. Thằng con lợn này. Hôm nay là mình quẩy thoải mái nha bạn. Rồi ngày mai mình bắt đầu mod lại cho bạn xem. Cho hôm nay mình vừa sửa xong nên hơi gấp quá. Mình không có mod được. Ui triple kill. Ê đây rồi. Lâu lắm rồi mới chạy Akuma. Một hit luôn. Ấy á đừng chết mà. Trời ơi bây giờ mình sợ chết lắm bạn ơi. Đừng chết mà. Không bắt đầu. Ui ơi container nãy nó cán mình á. Mày thích kéo không? Mày ơi xe mình sắp nổ rồi. Mày thích kéo không? Bắt bể xăng luôn nè. Bắn nghỉ xăng á. Hello motherfucker. Ê nè. Lấy súng gần thục nè. Bùm. Bùm láo. Chạy xăng kìa. Đó, nhúng lửa. Té. Nổ chưa? Chuẩn bị nè, cuốn ngầu nè. Nổ đi. Đen ngầu. Đó, quá ngầu. Lên đường. Ý chết cớp tới. Chèo tới. À. Ý xe nữa. Không được bắn tao. Đúng rồi nhường xe. Xem. À, đây rồi. Cái gì đây? Té xe nha. Không ai được qua mặt mình hết. Quá gắt. Em ơi cứ vui. Tôi chạy bứt tốc rồi. Ôi ôi. Tốc độ chỉ có bàn thờ thôi. Ui ui ui. Á chết cha đụng bánh xe.
mới tính lấy xe này. Bà nội mày, lão nháo là chết liền. Đúng có bạn, sorry nha. Lấy nhẹ cái chân ấy. Ui, bảo vệ kìa, bảo vệ kìa. Ui, tính làm gì? Thích đấu súng không? Thích đấu súng không? Tập canh nè. What the fuck nè. Cớm, cớm tới, chèo tới. Chèo tới, té, té. Lùn thôi, lùn thôi, lùn té thôi. Để ông vua đừng hẹp lùn cho bạn xem. Rốn cái xác lên chụp luôn á. Đó, cứ tắt máy, tắt đèn, đi vô cái hẻm này. Cảnh sát sẽ không tìm được mình. Tại vì mình là ông vua đường hẻm. Có máy bay nữa kìa. Chết cha rồi. Lên. Đó, ông vua đường hẻm rồi, bị thấy rồi, đen vậy. Đen vậy. Ông vua đường hẻm mà bị phát hiện. Không thể tích được. Đó, mình lại lùi tiếp. Á, à, chết cha. Trời hên quá, cái cửa này tưởng nó đóng nữa thì xác định luôn. Sao vua đường hẻm. Ông vua đường hẻm chạy qua khác. Người lạ ơi, có thể cho tôi mượn cái nhà để trốn cảnh sát được không? Đáng lẽ là mình hôm bữa mình sẽ làm video đi bảo với U23 đó. Mà do máy bị hư, đúng cay thật. Cay ngay bữa máy bị hư luôn. Xong. Trốn được rồi. Ok, và video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Đó, giờ ngày mai mình sẽ làm ra một video rất là thú vị cho anh em xem. Anh em có muốn mình làm video đi bảo bù cho U23 không? Có thì hãy comment bên dưới và cho mình 1500 like nha. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người trong video tiếp theo.